Bây giờ cô cho một nửa trước nhá. Các con ngày mai nó còn nở cái nồi này. Nhớ là lấy lại 20 lít 70 gram chưa? 20 lít 70 gram. Đây. Hơi sao rồi. 20 lít là 140 nhưng hôm nay con cho một 70 gram để tí con luộc cái thịt ăn cho nó ngon đấy. Thì ngày mai con phải trả về cho nó đủ 70 gram nữa, con hình dung nghe chưa? Dạ. Còn nếu ngày mai em đến đêm thì ăn cái miếng thịt rất là không ngon nha. Nó hơi rắc rối các bạn, đừng có cầm lên là cô dạy khó hiểu, nhưng mà đây mới là cái cách nấu phở khôn ngoan này. Miếng thịt nào nó phải ngon. Được chưa 70 gram thêm? Thêm miếng nữa không? Miếng 50 rồi. Rồi con. Rồi 100 gram bột ngọt. Cái hôm nay đừng có cho đường. Và nhớ là các bạn cho đâu là nước mắm 100 gram nước mắm chưa? Ok, nước mắm rồi đấy. Cho nó bóng bỏ ra bật cửa lên đi. Cái nồi này cần có trời ơi, thiếu gì những cái lên cái bếp bên này. Cho gần vào đây chưa con ơi? Cho xong thì chuyển hết này ra để cho nó chuyển con. Nóng chưa? Đưa đây, 21 các bạn muốn không cân không? Đưa cái bé đây. Bấm tên nước. Cái bé này là 300 này đúng không? Thì 100 là bao nhiêu? 1/3. Nếu trường hợp không cần cân thì lấy vá. Đúng không? Chứ mai mốt nấu ăn nhà tốc đông cũng chết luôn. Vội cũng chết, giờ này đi cân đi tí một. Hiểu chưa? Trừ cái trường hợp em nấu ví dụ như mấy ngàn tô, cái số lượng này em ít. Mà nhiều lắm chứ nhé. 1/3 là 100. Đến 1/3 chưa? Hơn miếng nước không? Tại vì ở trên nó rộng hơn. Rồi. Mai mốt em nói đi món ăn miền Bắc thì nếu mà yêu quý cô mà thích nấu ăn thì kiểu cô nhớ cô đông. Nếu nước mắm mà để làm gì phải cho từ lúc nước nguội. Chân xương luộc, chân xương thì từ lúc nước nguội. Hầm xương thì từ lúc nước nguội. Tất cả đều ngủ là nhớ tới cô đông. Không có. Em luộc gà là nước, khi mà luộc gà thì nước sủi tâm em nước cả gà rồi chứ. Nước ấm ấm. Heo bò là từ từ nước nguội đúng không? Còn em muốn thịt trắng thì em thả từ lúc nước nguội. Bên ngoài Bắc á, người ta luộc gà cũng từ nước lại. Cái độ ấm dần lên, gà không bao giờ bị máu. Các con chọn nhiều cách đấy. Nhưng nếu gà tơ thì em phải để 90 độ. Nước bắt đầu là nóng già thả vào. Nhưng nếu gà mà lớn thì phải luộc từ lúc nước nguội. Từ từ nó nóng dần lên thì trong nó không bị đọng máu ở trong. Con thay đổi nhiệt độ đột ngột là cái đồ nó chặt ra máu nha. Cô đã phân tích lý do các bạn hay bị luộc gà bị bọc đàm sống hơn luôn chưa? Em thả lúc từ lúc nước lạnh đi, không bao giờ bị khi gà nổi lên vớt ra xong, đừng có thử rách chọc máy gì hết, rách ra là ra nó nổi hẳn lên là nó chín. Và cái này chúc cho thêm trời ơi không có đổ nước kiểu như thế này đến từ giờ 16 tiếng ngày mai nó cạn còn chứ đợi có người canh chứ không ai. Ở đây á, ở đây là có để cô sẽ nào. Các bạn nhớ là em rang phải lửa lớn á, nó không to nó cháy, nhưng rang lửa nhỏ nó thơm nó không cháy. Còn cái này các bạn nhớ là cho con gò con phải hồng lên đi vào, khi nào cái nồi này sôi được cho cái gia vị vào nha, đừng cho nước lạnh. Cho. Còn nếu không thì sẽ phải bàn nhờ cô Hoa là sau khi vớt thịt ra là phải tí nữa 2 tiếng rưỡi 3 tiếng là vớt thịt nè, ngâm trong nước nguội, khi nào nó nguội hẳn bắt đầu chúng ta sẽ vớt ra cái rổ để ráo cho chúng ngăn mát tủ lạnh, khi lạnh rồi mới được thái thịt thì mới rồi ăn nó ngon. Cô cái này đủ thời gian cô. Wow, nước sôi nước thôi. Alo. Thí chủ đã có đồ nghề chưa? Ở lại canh giấc với thịt dần là một giờ về.